Hi, xin chào các bạn, và để tiếp nối chuỗi series mẹo trên iPhone thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chiếc video clip tiếp theo cùng nói về mẹo giúp các bạn có thể sử dụng chiếc iPhone của mình một cách mượt mà và xịn hơn rất là nhiều. Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay. Và đây là Top Zone, tụi mình chuyên review The Apple. Nếu như bạn có quá nhiều những bức ảnh như thế này và bạn muốn chỉnh sửa chúng một lượt, các bạn chỉ cần chỉnh sửa một tấm, sau đó copy chỉnh sửa và paste nó ở những cái tấm ảnh mà các bạn muốn chỉnh sửa rất nhanh. Và mình thấy cái tip này giúp các bạn có thể tiết kiệm được khá thời gian đó. Tiếp theo, nếu như bạn có một dãy hình ảnh live như thế này thì các bạn có thể chọn và biến nó thành một chiếc video xinh xẻ như thế này đây. Bây giờ nó không chỉ còn là hình ảnh nữa mà nó có thể là một video nữa đó. Những cách sử dụng sai này sẽ khiến pin iPhone của bạn nhanh chai hơn. Nếu như các bạn thường sử dụng pin xuống thấp hơn 20%, nó hiện cái nút đỏ này thì hãy nhanh mang đi sạc liền nha. Đừng có để nó chỉ còn 1% mới đem đi sạc, nó dễ chai pin lắm đó nha. Thứ hai là vừa sạc vừa chơi, các bạn nên sạc xong rồi hẳn chơi. Bởi vì khi vừa sạc vừa chơi như vậy á, thì máy nó sẽ nhanh nóng lên nè, ảnh hưởng đến linh kiện trong máy và làm pin mau chay hơn nữa. Mẹo tiếp theo, nếu như mà các bạn muốn tìm kiếm một tấm hình nào đó mà các bạn đã nhận được từ một chiếc điện thoại khác, các bạn hãy vào tìm kiếm, sau đó bấm tên của chiếc điện thoại đó ra là nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái tấm hình mà bạn đã nhận được từ chiếc điện thoại đó. Còn nếu như mà các bạn muốn tìm chính xác một tấm hình nào đó thì các bạn chỉ cần bấm tên iPhone cộng với từ khóa, ví dụ như là iPhone 14 Pro Max cộng với hình ảnh bông hoa, thì nó sẽ ra rất là nhiều hình ảnh từ chiếc iPhone 14 Pro Max có hình ảnh bông hoa. Một mẹo tiếp theo giúp các bạn chống bị nghe lén mà mình nghĩ là các bạn nên biết. Đầu tiên, các bạn vào cài đặt, sau đó vào quyền riêng tư và bảo mật, bấm vào Micro. Ở đây bạn sẽ thấy có nhiều ứng dụng đang được cho phép sử dụng Micro. Bấm tắt đi những cái ứng dụng không cần thiết, sau đó thoát ra và bấm vào ứng dụng, sau đó bấm tắt cho phép yêu cầu theo dõi là được nè. Tiếp theo là các bạn vào quảng cáo Apple và tắt đi là xong nha. Có phải là mỗi lần các bạn sạc, các bạn phải bật chế độ máy bay lên hay không? Nhưng mà có thể lâu lâu các bạn sẽ quên, có đúng không? Thì bây giờ các bạn chỉ cần tích hợp bật chế độ máy bay vào phím tắt là có thể giải quyết được vấn đề này ngay. Các bạn vào phím tắt, sau đó chọn tự động hóa cá nhân, chọn bộ sạc và chọn được kết nối. Sau đó nhấn vào thêm tác vụ và tìm kiếm chế độ máy bay và chọn bật chế độ máy bay. Sau đó bấm tắt hỏi trước khi chạy và bấm xong. Sau đó các bạn vào dấu cộng, chọn bộ sạc, sau đó chọn kết nối rồi ấn tiếp. Ở đây các bạn chọn thêm tác vụ và chọn chế độ máy bay. Để chế độ máy bay ở chế độ tắt và bấm không hỏi trước khi chạy, sau đó nhấn xong. Vậy là từ nay mỗi khi sạc, điện thoại của bạn sẽ tự động chuyển sang chế độ máy bay và bạn sẽ không còn bị quên nữa đâu. Rồi, và đó là tất cả những tip giúp các bạn có thể sử dụng chiếc iPhone của mình cách mượt mà hơn rất là nhiều. Các bạn hãy thử và để lại comment ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye! We'll be right back.